Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2024, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Tuyên án đối với 254 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm tại các tỉnh thành. Đồng Nai khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cưỡng đoạt tài sản. Sau 30 năm thành lập và phát triển, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai trở thành một siêu phường của cả nước thu hút hơn 120.000 người. Thưa quý vị, chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 254 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Cựu cục trưởng cục đăng kiểm Trần Kỳ Hình lãnh 25 năm tù. Tòa đã tuyên bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam 19 năm tù về tội nhận hối lộ và 6 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hình phạt là 25 năm tù. Bị cáo Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam bị tuyên mức án 19 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Vũ Hải, cựu phó cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam bị tuyên mức án 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Anh Quân, cựu quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới bị tuyên mức án 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử xác định từ 2014 đến 2022, tại các trung tâm đăng kiểm, cục đăng kiểm Việt Nam và các phòng chuyên môn đã xảy ra hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật gồm đưa và nhận hối lộ, môi giới hối lộ, tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Cáo trạng xác định bị cáo Trần Kỳ Hình nhận hối lộ hơn 7,1 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện. Bị cáo Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự cho toàn bộ việc nhận hối lộ của cấp dưới là 40 tỷ đồng, trong đó có cá nhân bị cáo Hà nhận riêng 8,5 tỷ đồng. Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa khởi tố thêm nhiều người liên quan vụ án lừa đảo, đưa môi giới hối lộ. Đây là chuyên án liên quan đến hồ sơ giấy tờ hợp thức hóa đất đai. Cơ quan điều tra khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thị Kim Loan, sinh năm 1983, nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa, và bà Nguyễn Thị Tâm, làm việc ở một doanh nghiệp, bị khởi tố về hành vi môi giới hối lộ. Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Tú, nhân viên văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa, và ông Nguyễn Tý, trú Vũng Tàu. Các đối tượng trên có liên quan đến vụ án lừa đảo, làm giả con dấu, tài liệu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đưa và môi giới hối lộ. Trong chuyên án này, trước đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1983, trú thành phố Vũng Tàu, và Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1976, cán bộ địa chính xây dựng phường 2, thành phố Vũng Tàu, để điều tra về hành vi lừa đảo và môi giới hối lộ. Bị can Nguyễn Văn Thanh dùng các giấy tờ giả để làm hồ sơ hợp thức hóa, xin cấp quyền sử dụng các khu đất, mảnh đất trống do nhà nước quản lý. Sau đó, Thanh đem lừa bán với giá rẻ cho người khác. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hôm qua vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Long Xuyên đã phát hiện các đối tượng Hồ Bình An, Võ Hoàng Tuấn Anh, Lâm Thị Bích Tuyền đang tổ chức cho nhiều người khác sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại một căn nhà thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm 7 triệu đồng tiền mặt, 10 bộ bài tây cùng nhiều tăng vật liên quan. Qua kiểm tra, công an phát hiện thu giữ trên người các đối tượng 19 điện thoại di động các loại và trên 220 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa kịp thời phát hiện bắt giữ hai nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại phường Xuân An, bắt 19 đối tượng và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Trước đó, Lê Hữu Nghĩa, quê tỉnh Bình Dương cùng nhóm bạn ngồi uống nước tại quán nước ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Tùng. Lúc này, nhóm của Tùng đi trên hai xe máy chạy qua quán nước, nẹt bô nhiều lần, khiêu khích, nên nhóm của Nghĩa chạy ra đạp xe, dùng nón bảo hiểm ném, truy đuổi nhóm Tùng,
nhưng không kịp. Bị đuổi đánh, nhóm của Tùng đã quay về huy động người và hung khí, quay lại quán, đánh nhóm của Nghĩa để trả thù, nhưng bị công an ngăn chặn, bắt 19 đối tượng trong hai nhóm và thu giữ nhiều hung khí, đưa về cơ quan công an làm việc. Thưa quý vị, Công an tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức lễ trao thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cưỡng đoạt tài sản. 4 tập thể được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất gồm Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Nghiệp vụ. Giám đốc Công an tỉnh cũng quyết định trao tặng giấy khen cho 4 tập thể về thành tích trên. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Long Thành triển khai lực lượng mật phục, bắt quả tang đối tượng Bùi Minh Trọng, 44 tuổi, biệt danh Quý Đen, thường trú tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai, khi đang nhận tiền bảo kê từ các chủ bè cá, ghe đánh bắt tại khu vực cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái, huyện Long Thành. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chúc mừng các đơn vị phá án khi kịp thời bắt giữ đối tượng, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương đấu tranh quyết liệt với tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở từng địa bàn cơ sở, tạo được lòng tin của người dân vào lực lượng công an. Theo Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã ngày càng nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, đầu tư ngân sách cho các giải pháp bảo vệ hệ thống dữ liệu. Tuy nhiên, thời gian qua, các thủ đoạn tấn công mạng diễn ra thường xuyên. Chưa tới 50% hệ thống thông tin đang vận hành, đảm bảo an toàn. Tình trạng mua bán dữ liệu diễn ra công khai. Tấn công mạng gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín cho các cơ quan đơn vị. Do đó, ngành chức năng tiếp tục cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tấn công mạng. Các doanh nghiệp và cơ quan đơn vị cần nâng cao tính bảo mật cho hệ thống dữ liệu. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu 100% hệ thống thông tin phải được đảm bảo an toàn đến hết năm 2024. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường DT741 đoạn qua xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước giữa hai xe máy làm hai người bị thương nặng. Cụ thể, Trần Đỗ Kiều An, 17 tuổi, điều khiển xe máy lưu thông trên đường DT741 hướng từ huyện Đồng Phú, Bình Phước đi tỉnh Bình Dương. Đến xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, bất ngờ tông thẳng vào xe máy do bà Lưu Thị Phượng, 61 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú điều khiển, đi theo chiều ngược lại, đang chuyển hướng rẽ trái qua đường. Cú tông mạnh khiến hai người và xe máy bị văng lên phía trước hàng chục mét, cả hai bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Theo camera hành trình của chiếc xe gặp nạn lưu thông trên cao tốc được đăng tải trên mạng xã hội mới đây, ô tô đang di chuyển và thực hiện vượt xe container. Tiếp đó, xe ô tô tiếp tục vượt một xe container khác. Đột ngột, xe ô tô này dừng lại giữa đường, dẫn đến vụ va chạm. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến lái xe không thể phản ứng kịp thời. Trên tuyến cao tốc, việc dừng đột ngột hoặc thay đổi làn đường bất ngờ rất nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra từ sự bất cẩn này. Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn, các tài xế cần kiểm tra phương tiện và lộ trình trước khi khởi hành, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và giữ khoảng cách an toàn. Thưa quý vị, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được thành lập theo nghị định số 190 ngày 29 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ, trên cơ sở tách ra từ một phần phường Tân Phong và tiếp nhận một phần phường Tân Tiến. Sau 30 năm thành lập và phát triển, phường Trảng Dài ngày nay thực sự đã trở thành một siêu phường của cả nước với một diện mạo mới. Sau 30 năm thành lập và phát triển, phường Trảng Dài đã trở thành một siêu phường của cả nước, đã thu hút cư dân về sinh sống, lao động, tăng lên hơn 120.000 người. Dân cư đông đúc đã kéo theo nhiều dịch vụ kinh doanh buôn bán phát triển, từ đó đã thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Đến nay, trên địa bàn phường có gần 600 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 3.700 hộ kinh doanh cá thể. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện được trên 132 tỷ đồng, tổng doanh số hàng hóa dịch vụ ước đạt gần 180 tỷ đồng, thu ngân sách hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Độ kinh tế thì phải nói địa phương tôi càng ngày tôi không biết nói như thế nào luôn á. Nó mừng lắm luôn á. Hồi xưa là một địa phương là nông nghiệp.
mà bây giờ nó phát triển toàn là nhà tô không. Hồi xưa là nhà tranh giá đất, chứ làm gì có đường như bây giờ, mà xa xa mới được cái nhà. Rồi đến giờ phút này thì nhà nó san sát nhau, thì dân cư là nhà, mỗi nhà đều có một nhà tô, và xa xa một cái có một ngôi biệt thự, và nó rất là khang trang. Trước hết là cái chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp chuyển sang thương mại dịch vụ, thì đa phần là những hộ dân hiện nay là đời sống được nâng cao. Và chúng ta thấy rõ nhất là người dân hiện nay là tập trung về phường Trảng Dài sinh sống. Do phát triển nóng về dân số nên thời gian qua phường Trảng Dài chưa phát triển kịp so với nhu cầu thực tế. Trong đó, lĩnh vực giáo dục luôn trong tình trạng thiếu trường lớp, thậm chí có những năm học là địa phương duy nhất trong cả nước phải tổ chức học K3. Thành phố Biên Hòa đang tiếp tục đưa một số dự án trường lớp vào diện ưu tiên đầu tư xây dựng cấp bách cho địa phương. Hệ thống giao thông vẫn còn nhiều bất cập khi chưa phát triển kịp so với sự phát triển của dân số. Phát triển Trảng Dài đó là phải là phát triển đô thị. Trảng Dài cần có một kế hoạch là chỉnh trang đô thị được chi tiết, được quy hoạch đầy đủ hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước, vân vân. Trọng tâm là chú ý là phát triển về đô thị xanh, có nhiều công viên và cây xanh, các công trình công cộng phục vụ cho cộng đồng dân cư ở địa phương. Còn về quy hoạch xây dựng chi tiết thì phải đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất năm 2030, giúp cho địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Với sự quan tâm của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trảng Dài sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng phường Trảng Dài vươn tới mục tiêu phường văn minh đô thị, phát triển mọi mặt trong thời gian tới. Sau gần một năm xây dựng, đến nay hai phân hiệu trường mầm non An Lộc tại phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành và được đưa vào phục vụ đúng dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Hai phân hiệu có tổng số 9 phòng học rộng rãi, 3 phòng chức năng, khu vực bếp sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 120 cháu từ 18 tháng đến 5 tuổi. Tổng kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị gần 26 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Với điều kiện cơ sở vật chất như vậy thì đội ngũ nhà trường chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Thì được sự quan tâm như vậy thì năm học 24-25 này nhà trường chúng tôi sẽ phải hết sức cố gắng để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà được cấp trên giao phó cho đội ngũ trong nhà trường chúng tôi. Cùng có chung niềm vui trong năm học mới này, các thầy cô giáo và học sinh trường trung học cơ sở Bảo Quang được giảng dạy, học tập trong ngôi trường có diện mạo khang trang hơn rất nhiều so với năm học trước. Sau hơn 5 tháng thi công, toàn bộ các lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng được sửa chữa làm mới với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Hiện trường có 9 phòng học và 8 phòng chức năng đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Cơ sở vật chất của nhà trường thì hiện nay là khá là khang trang, sạch đẹp. Phòng học, các phòng chức năng thì tương đối là đầy đủ, đáp ứng cho nhu cầu dạy và học của nhà trường. Được sự quan tâm về đầu tư về cơ sở vật chất của lãnh đạo thành phố như vậy là tạo cái niềm vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường, tạo cái niềm động lực cho thầy và trò sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025 và những cái năm học tiếp theo. 4 trường học trên địa bàn thành phố Long Khánh được đầu tư sửa chữa với tổng kinh phí 11 tỷ đồng, đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Bên cạnh đó, hiện nay, thành phố đang thi công xây mới 2 trường tiểu học với tổng kinh phí hơn 55 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã có 46 trên 48 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 96%. Trong năm học mới 2024-2025, thành phố có gần 31.000 học sinh các cấp học. Thành phố không có trường lớp học K3. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v. Quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.